Xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi Di Động Việt. Sau một năm 2018 đầy thụt lùi thì năm 2019 sẽ ghi nhận sự bứt phá của Samsung trên khía cạnh thiết kế di động. Với thế hệ Galaxy S10 thì công ty Hàn Quốc này đã nâng cấp lối thiết kế màn hình tràn viền 18.5:9 quen thuộc lên màn hình đục lỗ, tức là màn hình tràn viền toàn phần kèm lỗ camera được khoét trong màn hình mà công ty gán cho cái tên khá mỹ miều là màn hình Infinity O. Theo đánh giá của nhiều người dùng lẫn chuyên gia sau khi trải nghiệm loại màn hình này thì họ đều đang nhận định rằng đây chính là thiết kế màn hình xuất sắc nhất nửa đầu năm nay. Như đã đề cập ở trên thì khác với các loại màn hình truyền thống với tỷ lệ 18:9 vốn vẫn còn thừa viền trên để các nhà sản xuất tích hợp các linh kiện phụ trợ vào mặt trước như là loa thoại, camera trước, cảm biến tiếp cận, Face ID v.v. thì với màn hình đục lỗ, thế hệ mới trên Galaxy S10 sẽ chỉ có duy nhất một lỗ chứa camera được khoét trực tiếp vào góc trên tấm nền, còn các chi tiết khác sẽ được tối ưu để đặt dưới mắt kính như là loa thoại, cảm biến tiệm cận hoặc là sẽ được lược bỏ như là cảm biến hồng ngoại hay là cảm biến 3D chẳng hạn. Cần lưu ý là màn hình đục lỗ sẽ khác với màn hình tai thỏ vốn rất phổ biến trên iPhone và các nhà sản xuất ăn theo, bởi phần viền đục lỗ vẫn còn khả năng hiển thị, còn phần tai thỏ hay là giọt nước thì không. Tuy nhiên về cơ bản thì cả hai lối thiết kế này sẽ đều ảnh hưởng lên một phần màn hình, hay đúng hơn là thanh trạng thái cũng như là chế độ làm việc nằm ngang như là khi chúng ta chơi game hay là xem phim chẳng hạn. Cả hai lối thiết kế này đều sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng hiển thị và điều khiển của thiết bị trong chế độ nằm ngang. Cụ thể là khi chúng ta sử dụng điện thoại như bình thường ở chế độ xem dọc thì phần khoét tai thỏ đã được chỉ định là chỉ sâu bằng đúng dải thông báo của điện thoại. Trong khi đó thì phần đục lỗ dù nằm ở bên phải hay là bên trái thì cũng sẽ có độ rộng chỉ hết thanh thông báo là cùng, bởi nhà sản xuất cũng sẽ phải tối ưu về phần mềm để thanh thông báo có độ rộng đúng bằng phần đục lỗ đó. Do đó thì khi hiển thị các biểu tượng ở chế độ dọc với một diện tích nhỏ hơn thì phần đục lỗ sẽ giúp hiển thị được nhiều thứ hơn so với tai thỏ. Chúng ta có thể coi phần đục lỗ như là một phiên bản cải tiến hơn của kiểu màn hình giọt nước cũng được. Đó là về chế độ hiển thị dọc, còn ở chế độ nằm ngang thì sao? Có một thực tế là hiện nay dù đã 2 năm trôi qua kể từ khi chiếc tai thỏ đầu tiên xuất hiện thì hầu hết các ứng dụng hay là phương tiện phổ biến nhất hiện nay đều vẫn đang tối ưu ở chế độ hiển thị 16:9. Tức là về cơ bản với màn hình điện thoại đều đang là 18:9, 19:9 như bây giờ thì sẽ có hai dải đen xuất hiện ở hai bên. Và nếu như khi bạn xem video thì sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều lắm, bởi vì phần đục lỗ thì cũng trùng vào cái dải đen đó rồi. Thì khi là bạn chầy cối muốn zoom video ra toàn màn hình thì không nói làm gì. Tuy nhiên thì cũng không thiếu các chuẩn phim mới đã đi theo tỷ lệ hiển thị là 21:9 nên sẽ có thêm hai dải đen ở trên và dưới theo chế độ ngang thay vì ở hai bên. Nhưng câu hỏi đặt ra là chúng ta cũng chẳng thực sự xem phim nhiều trên điện thoại và mình nghĩ đấy vẫn là sự thật. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vấn đề khác mà màn hình khuyết tật như là tai thỏ hay là màn hình đục lỗ bị mọi người e dè, là khả năng mở ứng dụng và chơi trò chơi. Khi chiếc iPhone X ra mắt lần đầu tiên đã khiến dân tình chơi PUBG kêu trời lên bởi vì phần tai thỏ ăn mất quá nhiều nút điều khiển của trò chơi. Nhưng bù lại thì đến bây giờ, các nhà sản xuất game đã phải chiều lòng Apple lẫn các công ty Android sao chép tai thỏ để tung ra các phiên bản game hay là ứng dụng mới hỗ trợ loại màn hình này mà không sợ bị ăn mất nút nữa. Như vậy thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng điều tương tự sẽ có với màn hình đục lỗ của Galaxy S10, vì có một điều tất yếu là không chỉ có Samsung mà rất nhiều nhà sản xuất khác nổi tiếng như là Huawei, Lenovo hay là Nokia hay là Xiaomi thì cũng đã cam kết về điện thoại có màn hình đục lỗ tương tự. Và với một giải thiết bị rộng lớn như vậy thì chắc chắn các nhà sản xuất phần mềm sẽ phải chiều lòng các hãng di động nếu không muốn người dùng của họ quay lưng lại với họ. Nói tóm lại là so với các nguyên lý như tai thỏ hay là giọt nước thì màn hình đục lỗ thực sự nên được coi là một cuộc cách mạng, một sự đột phá mang tính chất kế thừa từ màn hình tai thỏ, khi nó làm giảm sự khuyết tật của màn hình khi nhìn từ ngoài vào một cách rõ rệt. Dĩ nhiên là màn hình đục lỗ vẫn chưa phải là một thứ hoàn hảo mà chúng ta muốn thấy trên một chiếc di động, nhưng nó chắc chắn vẫn là loại màn hình tốt nhất có mặt trên chiếc điện thoại hiện nay, thay vì các công nghệ không thiết thực như là thiết kế thò thụt hay là thêm màn hình phụ ở lưng chỉ để giúp màn hình chính tràn viền toàn phần như là các công ty Trung Quốc đang làm bây giờ. Vậy còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về màn hình đục lỗ và so với tai thỏ thì nó như thế nào? Hãy để lại comment ở bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì Di Động Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.